này thiện hiện ý ông thế nào chân như của sắc cho đến thức là bồ tát phải không chẳng phải chân như của sắc cho đến thức là bồ tát phải không trong chân như của sắc cho đến thức có bồ tát phải không trong bồ tát có chân như của sắc cho đến thức phải không địa chân như của sắc cho đến thức có bồ tát phải không thiện hiện thưa bạch thế tôn không phật dạy này thiện hiện ý ông thế nào chân như của nhãn xứ cho đến ý xứ là bồ tát phải không chẳng phải chân như của nhãn xứ cho đến ý xứ là bồ tát phải không trong chân như của nhãn xứ cho đến ý xứ có bồ tát phải không trong bồ tát có chân như của nhãn xứ cho đến ý xứ phải không địa chân như của nhãn xứ cho đến ý xứ có bồ tát phải không thiện hiện thưa bạch thế tôn không phật dạy này thiện hiện ý ông thế nào chân như của sắc xứ cho đến pháp xứ là bồ tát phải không chẳng phải chân như của sắc xứ cho đến pháp xứ là bồ tát phải không trong chân như của sắc xứ cho đến pháp xứ có bồ tát phải không trong bồ tát có chân như của sắc xứ cho đến pháp xứ phải không Lìa chân như của sắc xứ cho đến Pháp xứ có bồ tát phải không? Thiện hiện thưa, Bạch Thế Tôn không? Phật dạy, này Thiện hiện ý ôm thế nào chân như của nhãn giới cho đến ý giới, là bồ tát phải không? Chẳng phải chân như của nhãn giới cho đến ý giới là bồ tát phải không? Trong chân như của nhãn giới cho đến ý giới có bồ tát phải không? Trong bồ tát có chân như của nhãn giới cho đến ý giới phải không? đứa chân như của nhãn giới cho đến ý giới có bồ tát phải không thiện hiện thưa bạch thế tôn không phật dạy này thiện hiện ý ông thế nào chân như của sắc giới cho đến pháp giới là bồ tát phải không chẳng phải chân như của sắc giới cho đến pháp giới là bồ tát phải không trong chân như của sắc giới cho đến pháp giới là bồ tát phải không trong bồ tát có chân như của sắc giới cho đến pháp giới phải không đía chân như của sắc giới cho đến pháp giới có bồ tát phải không thiện hiện thưa bạch thế tôn không phật dạy này thiện hiện ý ông thế nào chân như của nhãn thức giới cho đến ý thức giới là bồ tát phải không chẳng phải chân như của nhãn thức giới cho đến ý thức giới là bồ tát phải không trong chân như của nhãn thức giới cho đến ý thức giới có bồ tát phải không trong bồ tát có chân như của nhãn thức giới cho đến ý thức giới phải không Địa chân như của nhãn thức giới cho đến ý thức giới có Bồ Tát phải không? Thiện hiện thưa, bạch thế tôn không? Phật dạy, này thiện hiện ý ông thế nào chân như của địa giới cho đến thức giới là bồ tát phải không chẳng phải chân như của địa giới cho đến thức giới là bồ tát phải không trong chân như của địa giới cho đến thức giới có bồ tát phải không trong bồ tát có chân như của địa giới cho đến thức giới phải không lía chân như của địa giới cho đến thức giới có bồ tát phải không thiện hiện thưa bạch thế tôn không phật dạy này thiện hiện ý ông thế nào chân như của vô minh cho đến lão tử là bồ tát phải không chẳng phải chân như của vô minh cho đến lão tử là bồ tát phải không trong chân như của vô minh cho đến lão tử có bồ tát phải không trong bồ tát có chân như của vô minh cho đến lão tử phải không đĩa chân như của vô minh cho đến lão tử có bồ tát phải không thiện hiện thưa bạch thế tôn không phật dạy này thiện hiện ông quán thế nào mà nói như vậy chân như của sắc vân vân chẳng phải là bồ tát chẳng phải chân như của sắc vân vân chẳng phải là bồ tát chẳng phải trong chân như của sắc vân vân có bồ tát chẳng phải trong bồ tát có chân như của sắc vân vân chẳng phải lìa chân như của sắc vân vân có bồ tát thiện hiện thương Bạch Thế Tôn vì quán các pháp sắc vân vân hoàn toàn không sở hữu bất khả đắc thì làm sao có chân như của sắc vân vân như vậy chân như của sắc vân vân không có thì tại sao nói chân như của sắc vân vân là Bồ Tát chẳng phải chân như của sắc vân vân là Bồ Tát trong chân như của sắc vân vân có Bồ Tát trong Bồ Tát có chân như của sắc vân vân lìa chân như của sắc vân vân có Bồ Tát Phật dạy, lành thay, lành thay, này thiện hiện. Ông nên biết như lời ông nói, các pháp như sắc vân vân bất khả đắc, thì chân như của sắc vân vân cũng bất khả đắc. Vì pháp của sắc vân vân và chân như bất khả đắc, nên các Bồ Tát cũng bất khả đắc. Vì các Bồ Tát bất khả đắc, nên sự tu hành bát nhã ba la mật đa cũng bất khả đắc. Này thiện hiện các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa, nên siêng năng tu học nghĩa này, lại nữa này thiện hiện ý ông thế nào gọi là bồ tát thì khái niệm về sắc cho đến thức là bồ tát phải không khái niệm về sắc cho đến thức là thường hay vô thường là bồ tát phải không khái niệm về sắc cho đến thức là vui hay khổ là bồ tát phải không khái niệm về sắc cho đến thức là ngã hay vô ngã là bồ tát phải không khái niệm về sắc cho đến thức là tịnh hay bất tịnh là bồ tát phải không khái niệm về sắc cho đến thức là không hay bất không

khái niệm về sắc cho đến thức là hữu tướng hay vô tướng là bồ tát phải không khái niệm về sắc cho đến thức là hữu nguyện hay vô nguyện là bồ tát phải không khái niệm về sắc cho đến thức là tịch tịnh hay không tịch tịnh là bồ tát phải không khái niệm về sắc cho đến thức là viễn ly hay không viễn ly là bồ tát phải không khái niệm về sắc cho đến thức là hữu vi hay vô vi là bồ tát phải không khái niệm về sắc cho đến thức là hữu lậu hay vô lậu là bồ tát phải không khái niệm về sắc cho đến thức là xanh hay diệt là bồ tát phải không khái niệm về sắc cho đến thức là thiện hay bất thiện là bồ tát phải không Khái niệm về sắc cho đến thức là có tội hay vô tội là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc cho đến thức là có phiền não hay không phiền não là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc cho đến thức là thế gian hay xuất thế gian là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc cho đến thức là tạp nhiễm hay thanh tịnh là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc cho đến thức là thuộc sanh tử hay thuộc niết bàn là Bồ Tát phải không? Thiện hiện thưa bạch Thế Tôn không? Phật dạy này thiện hiện ý ông thế nào gọi là Bồ Tát thì khái niệm về nhãn xứ cho đến ý xứ là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn xứ cho đến ý xứ là vui hay khổ là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn xứ cho đến ý xứ là ngã hay vô ngã là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn xứ cho đến ý xứ là tịnh hay bất tịnh là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn xứ cho đến ý xứ là không hay bất không là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn xứ cho đến ý xứ là hữu tướng hay vô tướng là bồ tát phải không? Khái niệm về nhãn xứ cho đến ý xứ là hữu nguyện hay vô nguyện là bồ tát phải không? Khái niệm về nhãn xứ cho đến ý xứ là tịch tịnh hay không tịch tịnh là bồ tát phải không? khái niệm về nhãn xứ cho đến ý xứ là viễn ly hay không viễn ly là bồ tát phải không khái niệm về nhãn xứ cho đến ý xứ là hữu vi hay vô vi là bồ tát phải không khái niệm về nhãn xứ cho đến ý xứ là hữu lậu hay vô lậu là bồ tát phải không Khái niệm về nhãn xứ cho đến ý xứ là sanh hay diệt là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn xứ cho đến ý xứ là thiện hay bất thiện là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn xứ cho đến ý xứ hoặc có tội hoặc không tội là bồ tát phải không? Khái niệm về nhãn xứ cho đến ý xứ hoặc phiền não hoặc không phiền não là bồ tát phải không? Khái niệm về nhãn xứ cho đến ý xứ là thế gian hay xuất thế gian là bồ tát phải không? Khái niệm về nhãn xứ cho đến ý xứ là tạp nhiễm hay thanh tịnh là bồ tát phải không? Khái niệm về nhãn xứ cho đến ý xứ là thuộc sanh tử hay thuộc niết bàn là bồ tát phải không? Thiện hiện thưa Bạch Thế Tôn, không. Phật dạy này thiện hiện ý ông thế nào gọi là Bồ Tát thì khái niệm về sắc xứ cho đến pháp xứ là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc xứ cho đến pháp xứ là thường hay vô thường là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc xứ cho đến pháp xứ là vui hay khổ là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc xứ cho đến pháp xứ là ngã hay vô ngã là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc xứ cho đến pháp xứ là tịnh hay bất tịnh là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc xứ cho đến pháp xứ là không hay bất không là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc xứ cho đến pháp xứ là hữu tướng hay vô tướng là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc xứ cho đến pháp xứ là hữu nguyện hay vô nguyện là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc xứ cho đến pháp xứ là tịch tịnh hay không tịch tịnh là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc xứ cho đến pháp xứ là viễn ly hay không viễn ly là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc xứ cho đến pháp xứ là hữu vi hay vô vi là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc xứ cho đến pháp xứ là hữu lậu hay vô lậu là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc xứ cho đến pháp xứ là sanh hay diệt là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc xứ cho đến pháp xứ là thiện hay bất thiện là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc xứ cho đến pháp xứ là có tội hay vô tội là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc xứ cho đến pháp xứ là, có tội hay vô tội là có phiền não hay không phiền não là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc xứ cho đến pháp xứ là thế gian hay xuất thế gian là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc xứ cho đến pháp xứ là tạp nhiễm hay thanh tịnh là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc xứ đến pháp xứ là thuộc sanh tử hay thuộc niết bàn là Bồ Tát phải không? Thiện hiện thưa Bạch Thế Tôn không? Phật dạy này thiện hiện ý ông thế nào gọi là bồ tát thì khái niệm về nhãn giới cho đến ý giới là bồ tát phải không khái niệm về nhãn giới cho đến ý giới là thường hay vô thường là bồ tát phải không khái niệm về nhãn giới cho đến ý giới là vui hay khổ là bồ tát phải không khái niệm về nhãn giới cho đến ý giới là ngã hay vô ngã là bồ tát phải không khái niệm về nhãn giới cho đến ý giới là tịnh hay bất tịnh là bồ tát phải không khái niệm về nhãn giới cho đến ý giới là không hay có là bồ tát phải không khái niệm về nhãn giới cho đến ý giới là hữu tướng hay vô tướng là bồ tát phải không khái niệm về nhãn giới cho đến ý giới là hữu nguyện hay vô nguyện là bồ tát phải không khái niệm về nhãn giới cho đến ý giới là tịch tịnh hay không tịch tịnh là bồ tát phải không khái niệm về nhãn giới cho đến ý giới là viễn ly hay không viễn ly là bồ tát phải không khái niệm về nhãn giới cho đến ý giới là hữu vi hay vô vi là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn giới cho đến ý giới là hữu lậu hay vô lậu là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn giới cho đến ý giới là sanh hay diệt là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn giới cho đến ý giới là thiện hay bất thiện là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn giới cho đến ý giới là có tội hay vô tội là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn giới cho đến ý giới là có phiền não hay không phiền não là Bồ Tát phải không khái niệm về nhãn giới cho đến ý giới là thế gian hay xuất thế gian là Bồ Tát phải không khái niệm về nhãn giới cho đến ý giới là tạp nhiễm hay thanh tịnh là Bồ Tát phải không khái niệm về nhãn giới cho đến ý giới là thuộc sanh tử hay thuộc Niết Bàn là Bồ Tát phải không Thiện hiện thưa Bạch Thế Tôn không Phật dạy này thiện hiện ý ông thế nào gọi là bồ tát thì khái niệm về sắc giới cho đến pháp giới là bồ tát phải không khái niệm về sắc giới cho đến pháp giới là thường hay vô thường là bồ tát phải không khái niệm về sắc giới cho đến pháp giới là vui hay khổ là bồ tát phải không khái niệm về sắc giới cho đến pháp giới là ngã hay vô ngã là bồ tát phải không khái niệm về sắc giới cho đến pháp giới là tịnh hay bất tịnh là bồ tát phải không khái niệm về sắc giới cho đến pháp giới pháp giới là không hay bất không là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc giới cho đến pháp giới là hữu tướng hay vô tướng là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc giới cho đến pháp giới là hữu nguyện hay vô nguyện là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc giới cho đến pháp giới là tịch tịnh hay không tịch tịnh là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc giới cho đến pháp giới là viễn ly hay không viễn ly là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc giới cho đến pháp giới là hữu vi hay vô vi là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc giới cho đến pháp giới là hữu lậu hay vô lậu là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc giới cho đến pháp giới là sanh hay diệt là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc giới cho đến pháp giới là thiện hay bất thiện là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc giới cho đến pháp giới là có tội hay vô tội là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc giới cho đến pháp giới là có phiền não hay không phiền não là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc giới cho đến pháp giới là thế gian hay xuất thế gian là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc giới cho đến pháp giới là tạp nhiễm hay thanh tịnh là Bồ Tát phải không? Khái niệm về sắc giới cho đến pháp giới là thuộc sanh tử hay thuộc niết bàn là Bồ Tát phải không? Thiện hiện thưa Bạch Thế Tôn không? Phật dạy, này thiện hiện ý ông thế nào gọi là Bồ Tát thì khái niệm về nhãn thức giới cho đến ý thức giới là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn thức giới cho đến ý thức giới là thường hay vô thường là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn thức giới cho đến ý thức giới là vui hay khổ là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn thức giới cho đến ý thức giới là ngã hay vô ngã là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn thức giới cho đến ý thức giới là tịnh hay bất tịnh là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn thức giới cho đến ý thức giới là không hay bất không là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn thức giới cho đến ý thức giới là hữu tướng hay vô tướng là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn thức giới cho đến ý thức giới là hữu nguyện hay vô nguyện là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn thức giới cho đến ý thức giới là tịch tịnh hay không tịch tịnh là bồ tát phải không khái niệm về nhãn thức giới cho đến ý thức giới là viễn ly hay không viễn ly là bồ tát phải không khái niệm về nhãn thức giới cho đến ý thức giới là hữu vi hay vô vi là bồ tát phải không khái niệm về nhãn thức giới cho đến ý thức giới là hữu lậu hay vô lậu là bồ tát phải không khái niệm về nhãn thức giới cho đến ý thức giới là sanh hay diệt là bồ tát phải không khái niệm về nhãn thức giới cho đến ý thức giới là thiện hay bất thiện là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn thức giới cho đến ý thức giới là hữu tội hay vô tội là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn thức giới cho đến ý thức giới là có phiền não hay không phiền não là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn thức giới cho đến ý thức giới là thế gian hay xuất thế gian là Bồ Tát phải không? Khái niệm về nhãn thức giới cho đến ý thức giới là tạp nhiễm hay thanh tịnh là bồ tát phải không Khái niệm về nhãn thức giới cho đến ý thức giới là thuộc sanh tử hay thuộc niết bàn là bồ tát phải không? Thiện hiện thưa bạch Thế Tôn không? phật dạy này thiện hiện ý ông thế nào gọi là bồ tát thì khái niệm về nhãn xúc cho đến ý xúc là bồ tát phải không khái niệm về nhãn xúc cho đến ý xúc là thường hay vô thường là bồ tát phải không khái niệm về nhãn xúc cho đến ý xúc là vui hay khổ là bồ tát phải không khái niệm về nhãn xúc cho đến ý xúc là ngã hay vô ngã là bồ tát phải không khái niệm về nhãn xúc cho đến ý xúc là tịnh hay bất tịnh là bồ tát phải không khái niệm về nhãn xúc cho đến ý xúc là không hay bất không là bồ tát phải không khái niệm về nhãn xúc cho đến ý xúc là hữu tướng hay vô tướng là bồ tát phải không khái niệm về nhãn xúc cho đến ý xúc là hữu nguyện hay vô nguyện là bồ tát phải không khái niệm về nhãn xúc cho đến ý xúc là tịch tịnh hay không tịch tịnh là bồ tát phải không khái niệm về nhãn xúc cho đến ý xúc là viễn ly hay không viễn ly là bồ tát phải không khái niệm về nhãn xúc cho đến ý xúc là hữu vi hay vô vi là bồ tát phải không? Khái niệm về nhãn xúc cho đến ý xúc là hữu lậu hay vô lậu là bồ tát phải không? Khái niệm về nhãn xúc cho đến ý xúc là sanh hay diệt là bồ tát phải không? Khái niệm về nhãn xúc cho đến ý xúc là thiện hay bất thiện là bồ tát phải không? Khái niệm về nhãn xúc cho đến ý xúc là có tội hay vô tội là bồ tát phải không? Khái niệm về nhãn xúc cho đến ý xúc là có phiền não hay không phiền não, là Bồ Tát phải không, khái niệm về nhãn xúc cho đến ý xúc, là thế gian hay xuất thế gian là Bồ Tát phải không, khái niệm về nhãn xúc cho đến ý xúc là tạp nhiễm hay thanh tịnh là Bồ Tát phải không, khái niệm về nhãn xúc cho đến ý xúc là thuộc sanh tử hay thuộc niết bàn là Bồ Tát phải không, thiện hiện thưa bạch thế tôn không. Phật dạy này thiện hiện ý ông thế nào gọi là bồ tát thì khái niệm về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là bồ tát phải không khái niệm về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là thường hay vô thường là bồ tát phải không khái niệm về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là vui hay khổ là bồ tát phải không khái niệm về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là ngã hay vô ngã là bồ tát phải không khái niệm về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là tịnh hay bất tịnh là bồ tát phải không khái niệm về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là không hay bất không là bồ tát phải không khái niệm về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là hữu tướng hay vô tướng là bồ tát phải không khái niệm về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là hữu nguyện hay vô nguyện là bồ tát phải không khái niệm về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là tịch tịnh hay không tịch tịnh là bồ tát phải không Khái niệm về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là viễn ly hay không viễn ly là Bồ Tát phải không? Khái niệm về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là hữu vi hay vô vi là Bồ Tát phải không? Khái niệm về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là hữu lậu hay vô lậu là Bồ Tát phải không? Khái niệm về cao thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến cao thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là sanh hay diệt là Bồ Tát phải không? Khái niệm về cao thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến cao thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là thiện hay bất thiện là Bồ Tát phải không? Khái niệm về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là có tội hay vô tội là Bồ Tát phải không? Khái niệm về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là có phiền não hay không phiền não là Bồ Tát phải không? Khái niệm về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là thế gian hay xuất thế gian là Bồ Tát phải không? Khái niệm về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là tạp nhiễm hay thanh tịnh là Bồ Tát phải không? Khái niệm về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra là thuộc sanh tử hay thuộc Niết Bàn là Bồ Tát phải không? Thiện hiện thưa, Bạch Thế Tôn không? Phật dạy này thiện hiện ý ông thế nào gọi là bồ tát thì khái niệm về địa giới cho đến thức giới là bồ tát phải không khái niệm về địa giới cho đến thức giới là thường hay vô thường là bồ tát phải không khái niệm về địa giới cho đến thức giới là vui hay khổ là bồ tát phải không khái niệm về địa giới cho đến thức giới là ngã hay vô ngã là bồ tát phải không khái niệm về địa giới cho đến thức giới là tịnh hay bất tịnh là bồ tát phải không khái niệm về địa giới cho đến thức giới là không hay bất không là bồ tát phải không khái niệm về địa giới cho đến thức giới là hữu tướng hay vô tướng là bồ tát phải không khái niệm về địa giới cho đến thức giới là hữu nguyện hay vô nguyện là bồ tát phải không khái niệm về địa giới cho đến thức giới là tịch tịnh hay không tịch tịnh là bồ tát phải không khái niệm về địa giới cho đến thước giới là viễn ly hay không viễn ly là bồ tát phải không khái niệm về địa giới cho đến thước giới là hữu vi hay vô vi là bồ tát phải không khái niệm về địa giới cho đến thước giới là hữu lậu hay vô lậu là bồ tát phải không khái niệm về địa giới cho đến thức giới là xanh hay diệt là bồ tát phải không khái niệm về địa giới cho đến thức giới là thiện hay bất thiện là bồ tát phải không khái niệm về địa giới cho đến thức giới là có tội hay vô tội là bồ tát phải không khái niệm về địa giới cho đến thức giới là có phiền não hay không phiền não là bồ tát phải không Khái niệm về địa giới cho đến thước giới là thế gian hay xuất thế gian là Bồ Tát phải không? Khái niệm về địa giới cho đến thước giới là tạp nhiễm hay thanh tịnh là Bồ Tát phải không? Khái niệm về địa giới cho đến thước giới là thuộc sanh tử hay thuộc niết bàn là Bồ Tát phải không? Thiện hiện thưa, bạch thế tôn không? Phật dạy, này thiện hiện ý ông thế nào? Gọi là Bồ Tát thì khái niệm về vô minh cho đến lão tử là Bồ Tát phải không? khái niệm về vô minh cho đến lão tử là thường hay vô thường là bồ tát phải không khái niệm về vô minh cho đến lão tử là vui hay khổ là bồ tát phải không khái niệm về vô minh cho đến lão tử là ngã hay vô ngã là bồ tát phải không khái niệm về vô minh cho đến lão tử là tịnh hay bất tịnh là bồ tát phải không khái niệm về vô minh cho đến lão tử là không hay bất không là bồ tát phải không khái niệm về vô minh cho đến lão tử là hữu tướng hay vô tướng là bồ tát phải không khái niệm về vô minh cho đến lão tử là hữu nguyện hay vô nguyện là bồ tát phải không khái niệm về vô minh cho đến lão tử là tịch tịnh hay không tịch tịnh là bồ tát phải không khái niệm về vô minh cho đến lão tử là viễn ly hay không viễn ly là bồ tát phải không khái niệm về vô minh cho đến lão tử là hữu vi hay vô vi là bồ tát phải không khái niệm về vô minh cho đến lão tử là hữu lậu hay vô lậu là bồ tát phải không Khái niệm về vô minh cho đến lão tử là sanh hay diệt là Bồ Tát phải không? Khái niệm về vô minh cho đến lão tử là thiện hay bất thiện là Bồ Tát phải không? Khái niệm về vô minh cho đến lão tử là có tội hay vô tội là Bồ Tát phải không? Khái niệm về vô minh cho đến lão tử là có phiền não hay không phiền não là Bồ Tát phải không? Khái niệm về vô minh cho đến lão tử là thế gian hay xuất thế gian là Bồ Tát phải không? Khái niệm về vô minh cho đến lão tử là tạp nhiễm hay thanh tịnh là Bồ Tát phải không? Khái niệm về vô minh cho đến lão tử là thuộc sanh tử hay thuộc niết bàn là Bồ Tát phải không? thiện hiện thưa bạch thế tôn không phật dạy này thiện hiện ông quán thế nào mà nói khái niệm về sắc vân vân chẳng phải là bồ tát lại quán thế nào mà nói khái niệm về pháp của sắc vân vân là thường hay vô thường khái niệm thuộc lạc hay khổ khái niệm thuộc ngã hay vô ngã khái niệm thuộc tịnh hay bất tịnh khái niệm thuộc không hay bất không, khái niệm thuộc hữu tướng hay vô tướng, khái niệm thuộc hữu nguyện hay vô nguyện, khái niệm thuộc tịch tịnh hay không tịch tịnh, khái niệm thuộc viễn ly hay không viễn ly, khái niệm thuộc hữu vi hay vô vi, khái niệm thuộc hữu lậu hay vô lậu, khái niệm thuộc sanh hay diệt, khái niệm thuộc thiện hay bất thiện, khái niệm thuộc có tội hay vô tội, khái niệm thuộc có phiền não hay không phiền não, khái niệm thuộc thế gian hay xuất thế gian khái niệm thuộc tạp nhiễm hay thanh tịnh, khái niệm thuộc sanh tử hay thuộc niết bàn đều chẳng phải là Bồ Tát. Thiện hiện thưa, bạch thế tôn pháp của sắc vân vân hoàn toàn không sở hữu nên bất khả đắc. Thì làm sao có khái niệm về sắc vân vân, khái niệm này đã không có thì tại sao nói khái niệm về sắc vân vân là Bồ Tát? bạch thế tôn pháp của sắc hoàn toàn vô sở hữu nên bất khả đắc thì làm sao sắc vân vân là thường hay vô thường lạc hay khổ ngã hay vô ngã tịnh hay bất tịnh không hay bất không hữu tướng hay vô tướng hữu nguyện hay vô nguyện tịch tịnh hay không tịch tịnh viễn ly hay không viễn ly Hữu vi hay vô vi, hữu lậu hay vô lậu, sanh hay diệt, thiện hay bất thiện, có tội hay vô tội, có phiền não hay không phiền não, thế gian hay xuất thế gian, tạp nhiễm hay thanh tịnh, sanh tử hay niết bàn. Tất cả pháp này đã không có thì làm sao có khái niệm về pháp của sắc vân vân thuộc thường vô thường cho đến khái niệm thuộc sanh tử hay niết bàn, như vậy khái niệm đã chẳng có thì tại sao nói khái niệm về pháp của sắc vân vân thuộc thường vô thường là Bồ Tát cho đến thuộc sanh tử hay niết bàn là Bồ Tát? phật dạy lành thay lành thay thiện hiện nên biết như lời ông nói pháp của sắc vân vân là thường hay vô thường vân vân bất khả đắc khái niệm về pháp của sắc vân vân và khái niệm về thường hay vô thường vân vân cũng bất khả đắc vì pháp và khái niệm đều bất khả đắc nên các bồ tát cũng bất khả đắc vì các bồ tát bất khả đắc nên sự tu hành bát nhã ba la mật đa cũng bất khả đắc này thiện hiện các đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa phải siêng năng tu học nghĩa này. Lại nữa, này thiện hiện trước đây ông đã nói không thấy có pháp để gọi là đại bồ tát. Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, thiện hiện nên biết các pháp không thấy pháp giới, pháp giới không thấy các pháp. Các pháp không thấy các pháp, pháp giới không thấy pháp giới. Thiện hiện nên biết sắc giới không thấy pháp giới, pháp giới không thấy sắc giới, thọ tưởng hành thức không thấy pháp giới pháp giới không thấy thọ tưởng hành thức giới. Thiện hiện nên biết, nhãn giới không thấy pháp giới, pháp giới không thấy nhãn giới, nhĩ tĩ thiệt thân ý giới không thấy pháp giới, pháp giới không thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, sắc giới không thấy pháp giới, pháp giới không thấy sắc giới, thanh hương vị xúc pháp giới không thấy pháp giới, pháp giới không thấy thanh hương vị xúc pháp giới nhãn thức giới không thấy pháp giới, pháp giới không thấy nhãn thức giới, nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới không thấy pháp giới, pháp giới không thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, thiện hiện nên biết địa giới không thấy pháp giới, pháp giới không thấy địa giới, thủy hỏa phong không thức giới không thấy pháp giới, pháp giới không thấy thủy hỏa phong không thức giới. Thiện hiện nên biết cảnh giới hữu vi không thấy cảnh giới vô vi cảnh giới vô vi không thấy cảnh giới hữu vi thiện hiện nên biết chẳng phải lìa cảnh giới hữu vi mà có thể đặt ra cảnh giới vô vi chẳng phải lìa cảnh giới vô vi mà đặt ra cảnh giới hữu vi như vậy nảy thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đối với tất cả pháp hoàn toàn không thấy, vì không thấy nên tâm không kinh hãi sợ sệt, không chìm đắm và cũng không hối tiếc tất cả pháp. Vì sao? Nảy thiện hiện vì các đại Bồ Tát ấy khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không thấy sắc, không thấy thọ tưởng hành thức, không thấy nhãn xứ, không thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ không thấy sắc xứ, không thấy thanh hương vị xúc pháp xứ, không thấy nhãn giới, không thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, không thấy sắc giới, không thấy thanh hương vị xúc pháp giới, không thấy nhãn thức giới, không thấy nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, không thấy địa giới, không thấy thủy hỏa phong không thức giới, không thấy vô minh, không thấy hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ hái thù hữu sanh lão tử, không thấy tham dục, không thấy sân giận ngu si không thấy ngã không thấy hữu tình mạng người sanh người nuôi chúng sanh hữu tình người tạo tác người thọ nhận người biết người thấy không thấy dục giới không thấy sắc giới không thấy vô sắc giới không thấy thanh văn và pháp của thanh văn không thấy độc giác và pháp của độc giác không thấy Bồ Tát và Pháp của Bồ Tát, không thấy Như Lai và Pháp của Như Lai, không thấy Bồ Đề, không thấy Niết Bàn. Như vậy này thiện hiện các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa với các Pháp hoàn toàn không thấy. Vì khi không thấy nên tâm vị ấy không kinh hãi, sợ sệt, không chìm đắm và cũng không hối tiếc tất cả Pháp. Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện thưa. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa vì nhân duyên gì mà không chìm đắm và không hối tiếc các pháp? Phật dạy. Này thiện hiện các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa đối với tất cả tâm và tâm sở đều không thấy không đắc, do nhân duyên này mà tâm không chìm đắm, không hối tiếc các pháp. Cụ thọ thiện hiện lại thưa Bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì mà khi các đại bồ tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với tất cả pháp tâm không kinh hãi sợ sệt. Phật dạy, này thiện hiện các đại bồ tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không thấy không đắc tất cả ý giới và ý thức giới, như vậy này thiện hiện các đại bồ tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đối với tất cả pháp tâm của các vị ấy không kinh hãi sợ sệt. Lại nữa, này thiện hiện đối với các Pháp, các Đại Bồ Tát không thấy không đắc, nên hành bát nhã ba la mật đa, nghĩa là đối với sắc, không thấy không đắc, đối với thọ tưởng hành thức không thấy không đắc, đối với nhãn xứ không thấy không đắc, đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ không thấy không đắc đối với sắc xứ không thấy không đắc, đối với thanh hương vị xúc pháp xứ không thấy không đắc, đối với nhãn giới không thấy không đắc, đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý giới không thấy không đắc, đối với sắc giới không thấy không đắc, đối với thanh hương vị xúc pháp giới không thấy không đắc, đối với nhãn thức giới không thấy không đắc, đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới không thấy không đắc đối với nhãn xúc không thấy không đắc đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc không thấy không đắc đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra không thấy không đắc đối với các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra không thấy không đắc đối với địa giới không thấy không đắc đối với thủy hỏa phong không thức giới không thấy không đắc đối với vô minh không thấy không đắc đối với hành thức danh sắc xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử không thấy không đắc đối với bố thí ba la mật đa không thấy không đắc đối với tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không thấy không đắc đối với pháp nội không không thấy không đắc đối với ngoại không nội ngoại không 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 đại không thắng nghĩa không hữu vi không vô vi không tất cảnh không vô tế không tán không bản tính không tự tướng không nhất thiết pháp không vô tính không vô tính tự tính không không thấy không đắc đối với chân như không thấy không đắc đối với pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh pháp định pháp trụ thật tế không thấy không đắc đối với bốn niệm trụ không thấy không đắc đối với bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo không thấy không đắc đối với thánh đế khổ không thấy không đắc đối với thánh đế tập diệt đạo không thấy không đắc đối với bốn tịnh lự không thấy không đắc đối với bốn vô lượng bốn định vô sắc không thấy không đắc đối với tám giải thoát không thấy không đắc đối với tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ không thấy không đắc đối với pháp môn giải thoát không không thấy không đắc đối với pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện không thấy không đắc đối với tất cả pháp môn đà la ni không thấy không đắc đối với tất cả pháp môn tam ma địa không thấy không đắc Đối với cực hỷ địa không thấy không đắc, đối với ly cấu địa, phát quang địa, diệm tuệ địa, cực nan thắng địa, hiện tiền địa, viễn hành địa, bất động địa, thiện tuệ địa, pháp phân địa không thấy không đắc. Đối với năm loại mắt không thấy không đắc, đối với sáu phép thần thông không thấy không đắc, đối với 10 lực Phật không thấy không đắc, đối với bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ, đại xà, 18 tám pháp Phật bất cộng không thấy không đắc. Đối với 32 tướng đại sĩ không thấy không đắc, đối với 80 vẻ đẹp của Phật không thấy không đắc. Đối với pháp không quên mất không thấy không đắc, đối với tánh luôn luôn xả không thấy không đắc, đối với trí nhất thiết không thấy không đắc đối với trí đạo tướng trí nhất thiết tướng không thấy không đắc đối với quả dự lưu không thấy không đắc đối với quả nhất lai bất hoàn a la hán không thấy không đắc đối với độc giác bồ đề không thấy không đắc đối với tất cả hạnh đại bồ tát không thấy không đắc đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật không thấy không đắc như vậy này thiện hiện các đại bồ tát không thấy không đắc tất cả pháp thì nên hành bát nhã ba la mật đa khi các đại bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa đối với tất cả nơi trốn tất cả thời gian không đắc bát nhã ba la mật đa không đắc tên bát nhã ba la mật đa không đắc đại bồ tát không đắc tên đại bồ tát này thiện hiện nên truyền trao chỉ dạy cho các đại bồ tát như vậy để đạt đến chỗ cứu cánh của bát nhã ba la mật đa hết quyển thứ bốn trăm tám ba